Anh đi làm gì? Anh công an đúng không ta? Ừ. Rút cái cổ đi. À, đây này. Làm bái rồi. Đúng rồi nè. Quay lại coi nè. Đi mua hoa à? Hả? Tôi có thấy em chị không? Thì con dài đó. Ở chỗ treo đồ con dài đó. Nó đứng đây là thấy. Cúi dưới đứng nữa. Anh chị đi, anh chị đúng cái cây nó luôn đi. Ừ, có sao được. À, hai chậu gì vậy? Ừ, đẹp mà. Hỏi hơi hai chậu nó mấy. Ui. Em thích hai chậu nữa, anh nghe em đi. Nhưng mà cái chữ là ước đẹp mình đang hai ghế. Ủa chứ đang. Thì giờ chờ anh có mua không? Hay là anh mua cái loại khác thì anh tự anh chọn đi. Cũng được bình thường. Rồi, ông đi ức cái ức bằng nhau ghê ha. Thôi, em thấy cái nó đẹp, còn anh chọn là ức không đẹp lắm. Mắt anh ra ngoài bằng mắt em được lắm. Thôi thôi. Ý là tôi thấy đẹp rồi đó, ông hỏi thì bao nhiêu. Chị với em đang hơi thế đó, khi là cực. Như đây muốn to. Sao nhà gì hoặc là để chỗ quanh quanh đâu đó đẹp mà nhiều, nhưng mà nó có đẹp hay không là vấn đề. Trời ơi, giấy đầy. Ở đâu em chặn hai đâu. Thôi mày có thôi không mua đâu gì gì. Vần ra biết không? Cắn nó đẹp.
còn à. Còn 6 cá chứ mấy bộ lon. Để trước chiến cá là mấy cá nữa. Để tao quay cho thấy là gì. Khô thì cái mặt buồn cặp cao hả? Cặp cao rồi ra. Cặp cao thì trắng nữa là bụng á, mà không có đâu mà nó thì bụng nó không bị đau. Alo. Hai múa nữa. Hai mình nấu cháo cho mình đây. Anh mà không mát luôn à. Sao nha, để chào lấy tiếp này. Đau quá. Đau quá à. Bữa trước trừ mới qua lại đó hả? Ừ. Một phạt. Thiệt à? Bé không luôn à? Đi thăm mũi xong gì hết không? Đục kè tôi. Bữa nay ép không bình thường.
lại gần. Đây. Càng cái chân đau chân.